Hành động thứ hai đó là chúng ta phải gia tăng cái thu nhập từ việc làm của mình lên. Bạn chỉ thấy mà ngay cả người giàu hay người chưa giàu thì cũng đều tập trung vào cái việc là gia tăng cái thu nhập của họ lên. Nhưng mà chị để ý mà người chưa giàu họ chỉ tập trung vào gia tăng thu nhập thôi. Nhưng mà có một cái định luật trong cái cuộc sống của chị, đó là cái định luật thu nhập. Bao nhiêu số chị biết rằng là khi mà thu nhập chúng ta tăng lên thì con người chúng ta có cái xu hướng sẽ chi tiêu nhiều hơn ạ. Có những thời kỳ sau mình kiếm ít tiền mình vẫn sống được, cuối tháng mình cũng hết tiền, bây giờ mình kiếm được nhiều hơn trước nhưng mà cuối tháng mình cũng hết tiền, bởi vì đó là cái quy luật. Và nếu như chúng ta để cho nó quyết định cuộc đời của chúng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ giàu có được anh chị. Đó là do tại sao rất là nhiều người mặc dù một tháng họ kiếm được vài trăm triệu, vài tỷ, họ tập trung vào thu nhập từ việc làm rất là nhiều nhưng mà họ lại chi tiêu tương ứng với số tiền đó thì sao ạ? Thì họ cũng không có cái tài sản cho mình. Nên là giờ cách thứ hai này là một cách rất là hiệu quả, bởi vì sao ạ? Bởi vì nó tạo ra cái dòng tiền nhiều hơn và chúng ta không chỉ làm một trong hai mà chúng ta phải làm cả hai. Chúng ta tiết kiệm, tiết chế tài chính của mình và chúng ta gia tăng cái thu nhập của mình lên anh chị. Nếu như hiện tại chúng ta làm cái thu nhập thấp quá thì bây giờ dù mình có chắc mót, mình có tiết chế cỡ nào thì có phải là mình cũng sẽ không có đủ cái tiền để mình có thể là đầu tư được. Cái điều mà Huy muốn nói với anh chị đó là hãy gia tăng cái thu nhập của mình lên. Chúng ta cần phải gia tăng thu nhập của mình lên và liên tục đầu tư cho trí tuệ. Một số anh chị nói rằng là à Huy ơi, à, hiện tại mình đang có khoảng là 1.000 đô. Bây giờ mình đầu tư cái gì để giàu đây? Thì Huy sẽ nói cho các anh chị và các bạn đó là hãy lấy số tiền đó đi học đi, hãy đầu tư cho trí tuệ đi. Và khi bạn có trí tuệ bạn có thể kiếm được 2.000, và khi có 2.000 thì lại lấy 1.000 đầu tư tiếp cho trí tuệ đi. Tiếp theo sau khi học xong trí tuệ bạn tăng lên thì bạn có thể kiếm được 3.000, và lại cứ tiếp tục đầu tư cho trí tuệ như vậy thì có thể lên được 5.000, lên 10.000. Và đó là cái cách thông thường mà hiệu quả anh chị. Vậy thì chúng ta hiểu được là gì? Cái hành động thứ hai của mình đó là phải gia tăng thu nhập. Gia tăng thu nhập từ việc làm của mình. Và chỉ có một cách duy nhất để gia tăng thu nhập từ việc làm của mình thôi, đó là tư duy và trí tuệ mình phải tăng lên. Gia tăng thu nhập từ việc làm. Đừng làm chăm chỉ hơn. Làm chăm chỉ hơn nhưng mà vẫn là cái tư duy cũ, vẫn là cái hiểu biết cũ thì chúng ta chỉ có mệt hơn thôi. Mình nói là bây giờ một ngày mình làm 8 tiếng, bây giờ mình muốn gia tăng thu nhập lên gấp đôi thì mình phải làm 16 tiếng. Không nên như vậy anh chị, mà hãy đầu tư cho trí tuệ làm sao mà trong 8 tiếng đó mình có thể làm việc hiệu quả gấp đôi thì thu nhập mình tăng gấp đôi. Không cần phải làm nhiều hơn mà là làm việc hiệu quả hơn, khôn ngoan hơn, trí tuệ hơn. Và chỉ có một cách duy nhất và cái cách hiệu quả nhất, cách tuyệt vời nhất đó là nâng cao cái tư duy và trí tuệ của mình lên.